Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 37. Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta. Ngài dắt ta ra trong thần Đức Giê-hô-va và đặt ta giữa chủng. Nó đầy những hài cốt. Đoạn, Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy. Này, có nhiều lắm trên đồng chủng đó và đều là khô lắm. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, những hài cốt này có thể sống chăng? Ta thưa rằng, lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hãy nói tiên tri về hài cốt ấy và bảo chúng nó rằng, hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng, này, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi và các ngươi sẽ sống, rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vậy, ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta. Ta đang nói tiên tri thì có tiếng và này có động đất. Những xương nhóm lại, hiệp với nhau. Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sinh ra trên những xương ấy, có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong. Bây giờ Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió, hãy nói tiên tri và bảo gió rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. Vậy, ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó. Chúng nó sống và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, những hài cốt này, ấy là cả nhà Israel. Này, chúng nó nói rằng, xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả. Vậy, hãy nói tiên tri và bảo chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hỡi dân ta, này, ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả, và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Israel. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã mở mồ mả các ngươi, và làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lại lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi. Rồi các ngươi sẽ biết rằng, ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy, thì đã làm thành. Đức Giê-hô-va phán vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy lấy một cây gậy và viết ở trên rằng, cho Giu-đa và cho con cái Israel là bạn người. Hãy lấy một cây gậy khác và viết ở trên rằng, cho Joseph, ấy là cây gậy của Ephraim và của cả nhà Israel là bạn người. Hãy để gậy này với gậy kia hiệp làm một, đặng làm thành một cây trong tay ngươi. Khi các con cái dân ngươi sẽ hỏi ngươi mà rằng, vậy xin cắt nghĩa cho chúng tôi điều đó là gì? Thì ngươi khá trả lời rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta sẽ lấy gậy của Joseph và của các chi phái Israel là bạn người, là gậy ở trong tay Ephraim. Ta sẽ hiệp lại với gậy của Giu-đa, đặng làm nên chỉ một gậy mà thôi, và hai cái sẽ cùng hiệp làm một trong tay ta. Ngươi khá cầm những gậy mà ngươi đã viết chữ ở trên, hiệp lại trong tay ngươi cho chúng nó thấy và nói cùng chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta
ta sẽ kéo con cái Israel ra khỏi giữa các nước mà trong các nước ấy chúng nó đã đi. Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ bốn phương và đem chúng nó về trong đất riêng của chúng nó. Ta sẽ hiệp chúng nó lại làm chỉ một dân tộc trong đất ấy, ở trên núi của Israel. Chỉ một vua sẽ cai trị chúng nó hết thảy. Chúng nó sẽ không thành ra hai dân tộc và không chia ra hai nước nữa. Chúng nó sẽ không tự làm ô uế nữa bởi thần tượng chúng nó, hoặc bởi những vật đáng ghét, hoặc bởi mọi sự phạm tội của mình. Ta sẽ giải cứu chúng nó khỏi mọi nơi ở mà chúng nó đã phạm tội. Ta sẽ làm sạch chúng nó. Vậy thì chúng nó sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Tôi tớ ta là David sẽ làm vua trên chúng nó. Hết thảy chúng nó sẽ có chỉ một kẻ chăng. Chúng nó sẽ bước theo các mạng lệnh của ta. Chúng nó sẽ gìn giữ các luật lệ của ta và làm theo. Chúng nó sẽ ở đất mà ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp và là đất tổ phụ các ngươi đã ở. Chúng nó, con cái chúng nó và con cái của con cái chúng nó sẽ ở đó cho đến đời đời. Tôi tớ ta là David sẽ làm vua chúng nó mãi mãi. Và ta sẽ lập với chúng nó một giao ước hòa bình. Ấy sẽ là một giao ước đời đời giữa chúng nó với ta. Ta sẽ lập chúng nó và làm cho đông đúc. Ta sẽ đặt nơi thánh ta giữa chúng nó đời đời. Đền tạm ta sẽ ở giữa chúng nó. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Chúng nó sẽ làm dân ta. Bây giờ các nước sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, biệt Israel ra thánh, vì nơi thánh ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời. Chương 38. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy xây mặt lại cùng gót ở đất Ma-gốc là vua của Rô-sơ, Mê-siếc và Tu-banh mà nói tiên tri nghịch cùng người. Ngươi khá nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hỡi Gót, vua của Rô-sơ, Mê-siếc và Tu-banh, này ta nghịch cùng ngươi. Ta sẽ quay ngươi lại, đặt những móc trong hàm ngươi, khiến ngươi ra khỏi bờ cõi mình. Ngươi và cả đạo binh ngươi, ngựa cùng ngươi cưỡi ngựa, hết thảy đều mặc áo chiến, hiệp làm cơ binh đông lắm, mang những thuẫn lớn thuẫn nhỏ, và hết thảy đều cầm gươm. Những lính chiến của Pharaoh, Gut và Phut sẽ ở cùng chúng nó. Hết thảy đều mang thuẫn và đội mão trụ. Gome và hết thảy quân đội nó, nhà Togama ở phía cực bắc với hết thảy bè đảng nó, tức là nhiều dân, sẽ phụ về ngươi. Ngươi khá sẵn sàng. Ngươi cùng hết thảy dân chúng nhóm lại xung quanh ngươi khá sửa soạn trước. Ngươi hãy làm tướng chúng nó. Sau nhiều ngày, ngươi sẽ lãnh mạng ra đi. Trong những năm sau rốt, ngươi sẽ đến trong một đất là đất đã được giải cứu khỏi gươm và nhóm lại từ giữa nhiều dân tộc. Ngươi sẽ đến trên núi Israel là nơi đổ nát đã lâu, nhưng nó đã được đem về từ giữa các dân và chúng nó hết thảy sẽ ở yên. Ngươi sẽ sấn tới, sẽ đến như gió bão, như một đám mây trùm cả đất, ngươi, mọi đạo binh ngươi và nhiều dân tộc với ngươi. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Trong những ngày đó, có ý tưởng sẽ dấy lên trong trí ngươi. Ngươi sẽ định mưu kế hung dữ. Ngươi sẽ nói rằng: Ta sẽ đi đến đất có làng, không có thành quách. Ta sẽ đến cùng những dân yên lặng an ổn. Hết thảy ở trong những nơi không có tường, không then và không cửa. Ta sẽ ra trận, đặng cướp và lấy của, đặng giang tay trên những nơi đổ nát đó mà nay đã có dân cư, và trên một dân đã được đem về từ giữa các nước, có những súc vật và của cải, ăn ở giữa thế gian. Sheba và Dedan, những con buôn của Tareshi và hết thảy những sư tử tơ của nó sẽ nói cùng ngươi rằng: Có
có phải ngươi đến đặng bóc lột, ngươi nhóm quân đội mình lại đặng cướp của, đặng đem bạc và vàng đi, đặng lấy những súc vật và của cải, đặng làm một sự cướp giật lớn sao? Vậy nên, hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo gót rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: trong ngày đó, khi dân Israel của ta ở yên ổn, ngươi há chẳng phải sẽ biết sao? Bây giờ, ngươi sẽ đến từ nơi ngươi, từ phương cực bắc, ngươi và nhiều dân ở với ngươi, hết thảy đều cưỡi ngựa, người đông nhiều hiệp nên một đạo binh mạnh. Hỡi gót, ngươi sẽ đến đánh dân Israel ta như một đám mây che phủ đất. Thật vậy, trong những ngày sau rốt, ta sẽ khiến ngươi đi đánh đất ta, hầu cho các dân tộc học mà nhìn biết ta, khi ta sẽ được tỏ ra thánh bởi ngươi trước mắt chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: xưa kia, ta đã cậy tôi tớ ta là các tiên tri của Israel trong những thời đó trải nhiều năm. Họ đã nói tiên tri rằng, ta sẽ khiến ngươi đến nghịch cùng dân ta. Ấy há chẳng phải là ta đã phán về ngươi sao? Chúa Giê-hô-va phán: sẽ xảy đến trong ngày đó là ngày Gót sẽ đi đánh đất Israel, thì cơn giận của ta sẽ nổi trên lỗ mũi ta. Ta đang ghen tương, đang giận phừng phừng mà nói rằng, thật, trong ngày đó sẽ có sự rúng động lớn phát ra trong đất Israel. Trước mặt ta, những cá biển, những chim trời, những loài thú đồng, hết thảy những côn trùng bò trên đất, hết thảy những người ở trên mặt đất sẽ đều run rẩy. Những núi đều bị quăng xuống, những vách đá đều đổ xuống, hết thảy những tường đều bị sụp xuống đất. Chúa Giê-hô-va phán: ta sẽ gọi gươm đến nghịch cùng nó ở trên mọi núi của ta. Ai nấy sẽ xây gươm lại nghịch cùng anh em mình. Ta sẽ làm sự xét đoán nghịch cùng nó bởi dịch lệ và bởi máu. Ta sẽ khiến những trận mưa dầm, mưa đá, lửa và diêm sinh đổ xuống trên nó, trên đạo binh nó và dân đông đi với nó. Ấy vậy, ta sẽ làm sáng danh ta, sẽ tỏ mình ra thánh và sẽ được nhận biết trước mắt nhiều dân tộc. Chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Chương 13. Cũng ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Song khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì sinh trái, hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Ai có tai, hãy nghe. Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: sao Thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Ngài đáp rằng: bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Vậy về họ đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại, e mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được. Họ tự hối cải lại và ta chữa họ được lành chăng? Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được, phước cho tai các ngươi vì nghe được. Quả thật ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng được thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe
mà chẳng được nghe. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Xong, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Đức Chúa Giê-xu phán ví dụ khác cùng chúng rằng: nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đang khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến gieo cỏ lùng vào trong lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Chủ rằng: chẳng nên. E khi nhổ cỏ lùng hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng? Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt, xong hãy thu trữ lúa mì vào kho ta. Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình. Hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được. Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong 3 đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Đức Chúa Giê-xu lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân. Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu cho chúng về rồi vào nhà. Môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng: xin Thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi. Ngài đáp rằng: kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ. Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai, hãy nghe. Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hột châu quý giá thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó. Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi thì người đánh cá kéo lên bờ, đoạn ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy. Các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa. Ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Các môn đồ thưa rằng: có hiểu. Ngài bèn phán rằng:
Vì cớ ấy, mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng, thì giống như một người chủ nhà kia đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra. Đức Chúa Giê-xu phán các lời ví dụ ấy rồi, thì đi khỏi chỗ đó. Ngài về đến quê hương, rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ mà nói rằng, bởi đâu mà người này được khôn ngoan và những phép lạ này? Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mary và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đe chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người này được mọi điều ấy như vậy? Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm. Song Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin. Chương 14. Lúc ấy, Herod là vua chư hầu, nghe tiếng đồn Đức Chúa Giê-xu thì phán cùng bầy tôi rằng, đây là Giăng Báp-tít, người chết đi sống lại, nhân đó mới làm được mấy phép lạ như vậy. Số là, bởi vì cớ Herodia, vợ Philip là em mình, nên vua Herod đã truyền bắt trói Giăng và bỏ tù. Vì Giăng có can vua rằng, vua không có phép được lấy người đó làm vợ. Vua muốn giết Giăng, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn Giăng là đấng tiên tri. Vừa đến ngày ăn mừng sinh nhật vua Herod, con gái của Herodia nhảy múa ở giữa người dự đám. Vua lấy làm thích lắm, đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin. Vậy nàng bị mẹ xúi dục bèn tâu rằng, xin lấy cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm mà cho tôi đây. Vua lấy làm buồn rầu, song vì đã thề lỡ rồi và có những người dự yến ở đó nên truyền cho nàng như lời. Vua bèn sai người chém Giăng trong ngục, rồi họ để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình. Đoạn các môn đồ của Giăng đến lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành. Đến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng, ở đây vắng vẻ và trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng tôi có đây 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Ngài phán rằng, hãy đem đây cho ta. Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ. Môn đồ phát cho dân chúng, ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy 12 giỏ. Số người ăn ước chừng 5.000, không kể đàn bà con nít. Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi Ngài lên núi để cầu nguyện riêng. Đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Bây giờ thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Xong đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng, ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giê-xu liền phán rằng, các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phi-e-rơ bèn thưa rằng, lạy Chúa, nếu phải Chúa xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng, hãy lại đây. Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Xong khi thấy gió thổi thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng, Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giê-xu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng, hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng.
các người trong thuyền bèn đến quỳ lại Ngài mà nói rằng: Thầy, thật là con Đức Chúa Trời. Khi qua biển rồi, Ngài và môn đồ đến xứ Genesaret. Người xứ đó nhận biết Ngài thì sai người báo tin cho khắp các miền xung quanh, và họ đem các kẻ bệnh đến cùng Ngài, xin chỉ cho rờ đến viền áo mà thôi. Vậy ai rờ đến cũng đều được lành bệnh cả. Thi Thiên 9:17. Đức Giê-hô-va cai trị, đất hãy mừng rỡ, các cù lao vô số khá vui vẻ. Mây và tối tăm ở chung quanh Ngài, sự công bình và sự ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài. Lửa bay đi trước mặt Ngài, thiêu đốt hết cừu địch bốn bên. Sự chớp nhoáng Ngài soi sáng thế gian, trái đất thấy bèn rung động. Các núi tan chảy như sáp trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt Chúa của khắp thế gian. Các tầng trời truyền ra sự công bình Ngài, muôn dân đã thấy sự vinh hiển Ngài. Nguyện hết thảy kẻ hầu việc tượng chạm và khoe mình về các hình tượng đều bị hổ thẹn. Hỡi các thần, khá thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, Si-ôn nghe bằng vui vẻ, và các con gái Giu-đa đều nức lòng mừng rỡ vì cớ sự đoán xét của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va ôi, Ngài là đấng chí cao, trỗi cao hơn cả trái đất. Ngài được tôn cao tuyệt các thần. Hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác. Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài và giải cứu họ khỏi tay kẻ dữ. Ánh sáng được bủa ra cho người công bình và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng. Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.